Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khám phá Tubi. Rất vui được gặp lại các bạn trong video của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, một số loài động vật được biết đến với màu sắc rực rỡ, tươi sáng như con công, trong khi những loài khác được biết đến với khả năng hòa hợp với môi trường xung quanh như tắc kè hoa chẳng hạn. Nhưng một số loài lại hòa trộn theo một cách hoàn toàn khác, bằng cách hoàn toàn vô hình. Chiến thuật này được sử dụng bởi một số ít loài để tự bảo vệ mình trước những kẻ săn mồi và cũng để trở thành những thợ săn hiệu quả hơn. Sự trong suốt của các sinh vật sống gần như là khó tưởng tượng, nhưng điều đó đã xảy ra. Các nhà khoa học đang liên tục tìm kiếm mọi ngõ ngách trên thế giới với hy vọng hiểu rõ hơn về những sinh vật độc đáo này và với hy vọng khám phá nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy bắt đầu đi tìm hiểu về chúng ngay thôi! Bướm thủy tinh. Loài bướm tuyệt đẹp này được gọi là bướm thủy tinh. Có thể được tìm thấy chủ yếu ở các khu vực Trung và Bắc của Nam Mỹ, trải dài về phía Bắc như Texas và đến tận phía Nam Chile. Mặc dù có tên gọi như vậy, nhưng trên thực tế, đôi cánh của loài bướm này không hề mỏng manh. Sinh vật có vẻ ngoài kỳ lạ này có thể mang trọng lượng nặng gấp 40 lần trọng lượng của chính chúng, giống như bạn hoặc tôi đang mang nặng 360 kg. Chúng di chuyển khoảng cách rộng lớn, có thể đi xa tới 12 dặm một ngày và có thể đạt tốc độ 8 dặm một giờ. Giống như hầu hết các loài bướm khác, bướm thủy tinh dành phần lớn thời gian để tránh những kẻ săn mồi, chủ yếu là chim. Để chống lại mối đe dọa này, chúng sử dụng độ trong suốt của mình để ngụy trang khi bay và đã phát triển khả năng chống lại các loài thực vật độc hại. Sự đề kháng này cho phép chúng ăn các chất độc hại. Điều này sẽ khiến những kẻ săn mồi từ chối ăn chúng. Lươn châu Âu. Lươn châu Âu hay cá trình châu Âu là một loại lươn có thể dài tới hơn 1 mét. Thật không may do bị đánh bắt quá mức, ký sinh trùng và các rào cản nhân tạo, cá trình châu Âu hiện được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp. Trong hàng trăm năm, hầu như không có gì được biết về những sinh vật này. Điều này phần lớn là do chúng bắt đầu cuộc sống của mình trong vùng nước ngọt nội địa trước khi quay trở lại đại dương để sinh sản và chết. Điều này có nghĩa là ngư dân và các nhà khoa học đã thất bại trong việc thu hồi các mẫu vật của con non ở những khu vực mà trước đó họ đã tìm thấy con trưởng thành. Hơn nữa, sau một độ tuổi nhất định, cá trình châu Âu dần chuyển sang màu bạc, càng khiến các nhà nghiên cứu ban đầu bối rối. Một bí ẩn khác xung quanh sinh vật này là các nhà nghiên cứu vẫn đang gặp khó khăn trong việc xác lập tuổi thọ cho chúng. Vì các loài nuôi nhốt đã đến 80 tuổi, và bằng chứng là giai thoại từ Thụy Điển cho thấy rằng một mẫu vật duy nhất có thể đã sống 155 năm trong giếng của một gia đình. Ếch thủy tinh. Thực tế, sinh vật này không hoàn toàn trong suốt, nhưng nó chắc chắn đủ điều kiện cho danh sách của chúng tôi. Ếch thủy tinh sống chủ yếu trên cây ven sông suối, nơi chúng hòa nhập khá dễ dàng. Chúng có chiều dài trung bình từ 2,54-7,62cm. Nhưng có lẽ khía cạnh quyến rũ nhất của những con ếch này là da bụng của chúng trong suốt, khiến tim, phổi và đường tiêu hóa của chúng có thể nhìn thấy đầy đủ. Mặc dù cảnh tượng này có thể khiến một số người hơi kinh ngạc, nhưng không thể phủ nhận việc xem các cơ quan của một sinh vật sống hoạt động trong thời gian thực là điều không thể tin được. Nếu bạn muốn một trong những sinh vật hùng vĩ này sống trong nhà mình, bạn có thể sở hữu một con với giá khoảng 149,99 USD. Sên biển. Sên biển là một loại sên cực kỳ nhỏ, chủ yếu là trong suốt và sên sệt. Một số loài lớn hơn sống ở vùng biển cực và có thể dài tới 5cm. Mặc dù có kích thước nhỏ bé, chúng là loài ăn thịt có thể tóm lấy con mồi bằng xúc tu hoặc giác mút. Nhưng các chiến thuật săn mồi cụ thể của chúng rất khác nhau. Một số chờ đợi và phục kích mục tiêu, trong khi số khác chủ động theo đuổi con mồi. Đối với việc đi lại xung quanh, những sinh vật nhỏ bé này có vây trông tương tự như cánh và khiến chúng có biệt danh là bướm biển. Chúng sử dụng những đôi cánh này để tự trèo với tốc độ lên đến 100 mm/giây. Mặc dù chỉ khoảng 0,22 dặm trên giờ, nhưng đó là một tốc độ ấn tượng đối với những người bạn nhỏ bé này. Sáu, cá dẹt trong suốt.
Con cá vẹt trong suốt trông giống như một dải duy băng trong suốt trôi qua đại dương. Chúng trông rất khác so với hầu hết các loại cá bạn từng thấy. Trên thực tế, một trong những đặc điểm nổi trội của loài này là không đối xứng. Đặc biệt khi nhìn vào mắt của chúng, bạn sẽ thấy mắt chúng thường nằm ở một bên đầu. Năm, tôm ma. Tôm ma còn được gọi là tôm thủy tinh hay tôm cỏ đông, là một loài tôm nước ngọt từ miền đông Nam Hoa Kỳ. Bằng cách điều khiển các sắc tố trong cơ thể nó có thể trông trong suốt. Đây là một cách ngụy trang rất hiệu quả để chống lại những kẻ săn mồi. Sinh vật ăn đêm trông hoang dã này dành cả ngày ẩn mình giữa thảm thực vật trước khi xuất hiện vào ban đêm để kiếm ăn. Thức ăn chủ yếu của chúng là sinh vật phù du. Mặc dù cơ chế tự bảo vệ này khá hiệu quả, nó vẫn là con mồi quan trọng của một số loài chim và cá. Trên thực tế, chúng được coi là một loài then chốt trong hệ sinh thái. Tôm ma cũng phổ biến với các chủ hồ cá do xu hướng nhặt rác của chúng bằng cách dọn sạch tảo và thức ăn thừa chìm dưới đáy bể để trở thành người trông nhà trong suốt hiệu quả cao. 4. Ốc sên trong suốt. Trong thực tế, bản thân ốc sên không trong suốt hơn bất kỳ loài ốc sên nào khác. Nhưng thực ra, vỏ ốc của chúng trong suốt không giống như nhiều loài ốc khác. Loài sinh vật sống trong hang động này là một loài ốc sên cực nhỏ. Chiều cao vỏ của nó chỉ là 2mm và rộng chỉ 1mm. Nếu bạn nghĩ rằng con người khó nhìn thấy vỏ của chúng, thì còn khó hơn để chính con ốc sên nhìn thấy. Bởi vì con ốc hoàn toàn bị mù và cũng di chuyển rất chậm. Thành thật mà nói, sự kết hợp này thực sự tồi tệ. Trên thực tế, loài này hoàn toàn không được biết đến cho đến năm 2012, một đoàn thám hiểm hang động ở Croatia phát hiện hệ thống hang động Lukina Jama Choyama, nơi nó được tìm thấy ở độ sâu hơn 914m dưới bề mặt. 3. Cá băng. Cá băng được tìm thấy từ viễn đông nước Nga đến tận miền Nam Việt Nam. Chúng khá độc đáo vì một số lý do khiến loài cá này trưởng thành rất nhanh và có tuổi thọ rất ngắn, thậm chí không đến một năm. Chúng cũng gần như không có vảy. Ở con đực số lượng vảy rất ít và ở con cái hoàn toàn không có. Chúng cũng hầu như không có xương, với phần lớn bộ xương của chúng bao gồm sụn. Cá băng có thể dài từ 8-23cm khi trưởng thành hoàn toàn. Nhưng mặc dù kích thước nhỏ, chúng vẫn là một phần quan trọng của ngành đánh bắt cá thương mại ở Đông Á. Chúng được sử dụng làm thực phẩm và xuất khẩu sang Nam Âu. Sự phụ thuộc kinh tế này đã dẫn đến một số vấn đề không lường trước được. Trong một nỗ lực để truyền bá chúng đến các khu vực khác, một quần thể cá băng đã được chuyển đến Đông Á, nơi chúng sinh sôi nhanh chóng, đẩy các loài bản địa gần đến tuyệt chủng. Và đó là những gì chúng ta nhận được khi cố gắng đóng vai chúa trong tự nhiên. Bây giờ là thời gian cho bức ảnh đại diện video của chúng ta hôm nay. Đây có thể là một trong những sinh vật trông không thực nhất mà tôi từng thấy. Bạn có nghĩ rằng nó có thật không? Hãy cho mình biết trong phần bình luận bên dưới nhé! Hai, cá phẫu thuật trong suốt. Cách đây vài năm, hình ảnh quyến rũ này bắt đầu xuất hiện trên mạng và hầu hết mọi người đều cho rằng đó là giả. Hóa ra, con cá mê hoặc này là một con cá phẫu thuật trong suốt. Mẫu vật trong bức ảnh này chỉ là một con non, nhưng khi con cá nhỏ này lớn lên, nó sẽ có màu xanh như bột và đạt chiều dài khoảng 23cm. Chúng sống ở những vùng nước nhiệt đới ấm áp của Ấn Độ Dương. Không giống như nhiều loài cá phẫu thuật thường có lối sống đơn độc. Điều này khiến chúng trở nên hung dữ với các loài cá phẫu thuật khác. Khi một con cá phẫu thuật tức giận, chính xác thì nó làm tốt điều gì? Thì đây là điều một con cá phẫu thuật thực sự làm được. Tên của nó xuất phát từ việc ở gốc đuôi nó có một phần xương sống dựng lên, gợi nhớ đến con dao mổ của bác sĩ phẫu thuật. 1. Phronima. Sinh vật biển sâu này trông giống như một con tôm nhỏ lai với mực, và nó có thể được tìm thấy ở các đại dương trên khắp thế giới, ngoại trừ các đại dương ở vùng cực. Chúng rất nhỏ, dài không quá 2,5cm và trong suốt đến khó tin. Nhưng trong khi sinh vật này hơi lạnh lùng, nó có một số khuynh hướng khá thô bạo. Trên thực tế, nó thậm chí còn là nguồn cảm hứng cho một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng nhất của Hollywood. Thức ăn của Phronima là các con sáp. Chúng sẽ ăn thịt từ bên trong cơ thể chúng, sau đó đẻ trứng luôn ở phần vỏ xác còn lại
để làm nơi trú ẩn di động cho các con của nó sau này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn còn biết về loài động vật trong suốt nào khác không? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like, share, subscribe kênh để đồng hành cùng chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.